Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 9 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tiên Lữ. Tinh thần chủ động tự giác của người dân trong phòng chống dịch COVID-19. Nhóm du học sinh ở Hàn Quốc được ra viện sau thời gian cách ly. Cần sớm lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn nước trên sông Hồng đảm bảo nguồn lợi thủy sản cho người nuôi cá. Hiệu quả trong việc sát nhập thôn và mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 8 tháng 3, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã dự cuộc họp khẩn về chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại UBND huyện Tiên Lữ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tiên Lữ, sáng ngày 5 tháng 3, anh Nguyễn Sơn Trường có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội cùng gia đình có về nhà người thân ở thôn Canh Hoạch, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ ăn dỗ. Được biết, anh Trường là người đã gặp gỡ và đi cùng xe với một người đã được xác định dương tính với COVID-19. Hiện anh Trường đã được cách ly trên Hà Nội và lấy mẫu xét nghiệm. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tiên Lữ đã nhanh chóng xác định những người có tiếp xúc gần với anh Trường và tổ chức cách ly, hướng dẫn những người liên quan cách ly và tổ chức theo dõi giám sát sức khỏe theo đúng quy trình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận sự tích cực của Ban Chỉ đạo huyện Tiên Lữ và đề nghị thông tin phải bằng báo cáo chính thống, cần phải công khai, nhanh chóng tới người dân. Tinh thần phòng chống dịch phải được đặt trong tình trạng báo động. Để chủ động trước diễn biến phức tạp của dịch này, người dân nắm bắt thông tin chính xác, tự phòng tránh cho bản thân và người nhà. Đề cao cảnh giác, không được chủ quan, không hoang mang. Ngoài ra, đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổ chức cách ly, thực hiện phòng chống lây nhiễm, vệ sinh môi trường, phun khử trùng, đồng thời nắm rõ các đối tượng nguy cơ, triển khai phương án xử lý tình huống một cách quy củ, thiết lập hệ thống giám sát y tế hiệu quả, nắm đối tượng cách ly và điều trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khuyến cáo với người dân trong toàn tỉnh cần hạn chế tụ tập, thực hiện các đám ma chay, cưới hỏi, dỗ chạp, cần được hạn chế trong quy mô nhỏ gọn. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng chống dịch như tinh thần của Thủ tướng Chính phủ đã nêu chống dịch như chống giặc, nhấn mạnh nhiệm vụ bằng 10 chữ của Chủ tịch UBND tỉnh: kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trường hợp anh Nguyễn Sơn Trường, người đã tiếp xúc với trường hợp dương tính COVID-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy vậy, cho công tác phòng chống dịch COVID-19, việc ý thức tự giác là việc làm vô cùng cần thiết ở thời điểm hiện tại, khi mà nỗi lo ngại về sự lây lan ngày càng lớn. Bên cạnh đó, người dân không nên chủ quan hay quá hoang mang, cần hết sức cảnh giác để bảo vệ chính mình và cả cộng đồng. Mặc dù anh Nguyễn Sơn Trường, người đã tiếp xúc với trường hợp dương tính COVID-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Khi nhận kết quả này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ vẫn luôn duy trì trạng thái phòng bị chống dịch theo đúng quy định của ngành y tế, rà soát các đối tượng có liên quan, các công tác phun khử trùng khu vực có người nghi nhiễm đã lui tới, vẫn tiếp tục tuyên truyền tới người dân những biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo đúng quy trình. Chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo trong Ban Chỉ đạo phòng dịch của xã, đặc biệt là đối với các cái tổ xử lý công việc ở dưới các thôn là vẫn thực hiện nghiêm túc là cái việc là hướng dẫn và yêu cầu các cái gia đình đó làm tốt công tác vệ sinh ở trong gia đình cũng như là tiếp tục phun khử khuẩn để phòng dịch và thông tin đến cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã và ổn định cái tư tưởng nhưng mà không được lơ là. Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, niềm tin của người dân, sự hợp tác của người dân với chính quyền địa phương chính là yếu tố quan trọng để khống chế dịch bệnh. Chính quyền địa phương khi đến gia đình của tôi, nói chung là tôi cũng rất là mong muốn có nghĩa những cái sự việc như thế để tôi rất ủng hộ, có nghĩa rất thoải mái để làm sao cho cái dịch bệnh của toàn dân cho nó gọi là được giữ được an toàn. Bản thân chúng tôi thì
thì thấy là xã phun thuốc khử trùng ở những nơi có điểm dịch như vậy là rất chú đáo. Bản thân gia đình thì như vậy là thực hiện tốt những cái điều mà như vậy là của chính quyền xã đã phổ biến cho chúng tôi. Thí dụ như là vệ sinh khử trùng quanh nhà ở này, thế rồi khu vực vệ sinh công cộng trên đoạn đường đi chúng tôi rất hạn chế, và thậm chí có khi là còn không đi mấy các cái hội tiệc tùng hoặc ma chay cưới xin. Việc đề cao cảnh giác, phát huy tinh thần tự giác, tuân thủ mọi quy định phòng dịch, nghiêm chỉnh khai báo y tế chính là thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Thực hiện đúng theo phương châm của chính phủ trên mặt trận chống dịch thì mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài để quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hôm nay, 7 du học sinh trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đã được ra viện sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày, không có biểu hiện nhiễm COVID-19. 7 du học sinh trở về từ Hàn Quốc được cách ly từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Trong 7 du học sinh, có 2 du học sinh hộ khẩu thường trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, 4 du học sinh hộ khẩu thường trú tại xã Hồ Tùng Mậu và 1 du học sinh hộ khẩu thường trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Sau 14 ngày cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, cả 7 du học sinh này đều có sức khỏe tốt, không có biểu hiện nhiễm COVID-19 và được xuất viện trở về với gia đình. Cũng trong ngày hôm nay, 10 người đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho kết quả âm tính với COVID-19. 10 người đang cách ly bao gồm một du học sinh trở về từ Daegu, Hàn Quốc đang theo dõi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, 9 người ở huyện Ân Thi đang theo dõi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh vì đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17, và người có tiếp xúc gần với người trên chuyến bay có ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Cả 10 người sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly hết 14 ngày tại 2 cơ sở y tế trên. Tranh thủ thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi đã tiến hành xây mới, cải tạo và nâng cấp nhiều công trình vệ sinh, lắp đặt bồn rửa tay sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Trong đó có 4 trường là trường Mầm non Hồ Tùng Mậu, Mầm non Đào Dương, Trung học cơ sở Vân Du và Trung học cơ sở Tiền Phong tiến hành xây mới công trình vệ sinh. Ngoài ra, 64 trên 64 trường học trên địa bàn huyện đều cải tạo và sửa chữa nhà vệ sinh để đảm bảo các điều kiện an toàn cho các em học sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng xong hệ thống bồn rửa tay, mái che theo đúng hướng dẫn, đảm bảo từ 30 đến 45 em sử dụng một vòi rửa tay. Các giáo viên đã được tập huấn kỹ về cách hướng dẫn học sinh rửa tay và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cho các em, đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi các em trở lại trường học. Đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, ông Trần Quang Vinh ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều mô hình áp dụng vào thực tế cuộc sống giúp ích cho nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo xã Tân Hưng, ngay từ nhỏ, ông Vinh đã đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, khi đến vùng kinh tế mới tại tỉnh Thái Nguyên, ông đã sáng tạo ra máy thái sắn, máy tuốt lúa, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Ban tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên công nhận sáng kiến và tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Xuất phát thì đầu tiên là phải là các con là tôi sinh ra đó, thì nó các cái bệnh, các cụ gọi là xài điện tự nhiên của chúng nó, thì tôi chữa các loại lá cây. Những cái cây nào mà đến cuối cùng mà cái cây nào mà nó khỏi, nó cũng mà nghe nó có vẻ thân thiện thì tôi để ý từ bấy giờ tôi cứ nghiên cứu dần ra thôi. Năm 2017, trở về sinh sống tại quê nhà xã Tân Hưng, thấy nhiều hộ gia đình ở địa phương bị dột, mỗi lần mưa nước tràn cả vào trong nhà, ông Vinh đã nghiên cứu sáng tạo ra nguyên liệu và chữa dột thành công cho nhiều hộ gia đình, hay sử dụng nguyên liệu là rễ cây để chữa khỏi ho và viêm họng cho nhiều người dân trong thôn. Trước đây là cái nhà tôi làm xong 3 ngày sau là mưa rào. Ôi nó dột ấy là nó chảy nước vào trong nhà. Thế mà ông ấy lên ông giúp đến 2-3 năm nay rồi đấy, không dột nữa rồi. Cái bệnh ho của tôi thì nó là thường xuyên. Thế nhưng mà những về các cái mùa lạnh thì ho nhiều, ho rát cổ lên ấy. Thế nhưng mà dùng kháng sinh rất nhiều lần thì chán luôn cả kháng sinh. Thế từ hôm uống cổ đến 2 năm nay rồi.
thu không hoa nữa. Từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, ông Vinh cũng đã chữa thành công cho nhiều đàn gia súc mắc bệnh lở mồm long móng bằng cách sử dụng chính các nguyên liệu gần gũi, thân thuộc với nhân dân. Nhà tôi thì đàn lợn thì lợn xè, lợn con, lợn thịt này đều bị nấm mồm long móng hết, đàn nào cũng bị nó lây nhau. Thế nhưng được ông Vinh ông chữa cho thì đàn nào cũng khỏi. Điều mà ông Vinh mong muốn nhất hiện nay là được các địa phương, các ban ngành đoàn thể tìm hiểu và công nhận những đề tài trên để ông có thể đem tâm huyết của mình phục vụ nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, xã Dị Chế huyện Tiên Lữ đã chủ động các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm tại địa phương. Xã Dị Chế có khoảng 20.000 con gia cầm, chủ yếu là vịt, ngan và gà ở 33 hộ chăn nuôi quy mô lớn và hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tất cả các hộ chăn nuôi được yêu cầu ký cam kết phòng dịch, theo dõi chặt chẽ tình hình của đàn gia cầm và báo ngay cho lực lượng chức năng khi gia cầm có dấu hiệu bị bệnh hoặc chết bất thường. Xã phát động tháng tiêu độc khử trùng ở tất cả các trang trại. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi đã có những biện pháp đẩy mạnh phòng dịch, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực chuồng nuôi, tiến hành rắc vôi bột 2 ngày một lần, chế độ thức ăn bổ sung tiêm vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng và chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 này, nhiều vụ cá lồng trên sông chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Gần đây nhất ở tỉnh Hải Dương, nhiều lồng cá chết không rõ nguyên nhân. Vấn đề đã khiến cho các hộ nuôi cá lồng trên sông Hồng tại tỉnh ta lo lắng. Đây là hình ảnh ông Lê Ngọc Thắng cùng với thành viên Hợp tác xã Thủy sản Hưng Hải kiểm tra sức khỏe của lồng cá lăng. Việc thường xuyên rũ lớp bùn bám dính trên mặt lưới nuôi cũng được thực hiện nhằm tạo sự thông thoáng, đối lưu dòng nước, giúp cá giảm các bệnh nấm thường gặp. Là một trong ba hợp tác xã thủy sản lớn nhất thành phố Hưng Yên với 18 lồng cá. Mặc dù vậy, khi nghe tin trên, các hộ nuôi cá trên sông Thái Bình thuộc tỉnh Hải Dương đang khôn đốn vì cá chết không rõ nguyên nhân. Được biết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có trên 450 lồng cá trên sông Hồng, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu, Kim Động. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp cũng như hộ cá thể nuôi cá lồng trên sông Hồng đã góp phần cung cấp lượng thực phẩm sạch ra thị trường tỉnh ta, bù đắp lượng thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Mặt khác, doanh thu từ nuôi cá lồng khá ổn định, cho thu nhập khá, với mức trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Thì để có những cái trạm quan trắc ấy, để cảnh báo chất lượng của sông Hồng và sông Luộc ấy, của từng thời kỳ là chúng tôi đang tiến hành triển khai. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nguồn nước tự động trên hệ thống sông hiện là rất cần thiết, vừa bảo vệ sức khỏe người dân, do tỉnh Hưng Yên hiện đang có nhiều nhà máy nước sạch sử dụng nguồn nước mặt trên sông Hồng và sông Luộc, mặt khác cũng giúp người nuôi cá chủ động hơn khi phát hiện nguồn nước không đảm bảo nuôi thả. Để phục vụ cho việc mở rộng quy mô phát triển và đáp ứng nhu cầu sản xuất, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng cao về nguồn lao động đang khiến cho các doanh nghiệp gặp không ít những khó khăn cho công tác tuyển dụng. Hiện các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2 đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.000 lao động. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto khoảng 1.000 lao động, công ty Daikin 300 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Nikko Việt Nam 500 lao động. Thế nhưng việc tuyển được đủ số lượng lao động theo nhu cầu để đảm bảo sản xuất là điều không hề dễ dàng trong bối cảnh khan hiếm và cạnh tranh cao về tuyển dụng lao động như hiện nay. Hiện nay thì cái số lượng lao động làm việc ở Thăng Long 2 là 23.000 người. Từ 3 đến 5 năm nữa thì chúng tôi dự kiến là sẽ có khoảng từ 30 đến 35.000 lao động sẽ làm việc ở đây. Tôi cũng như là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tuyển dụng lao động. Mặc dù chúng tôi đã triển khai rất nhiều biện pháp như là tăng cường tuyên truyền quảng cáo về việc tuyển dụng lao động trên Facebook, qua bảng tin khu công nghiệp hoặc là liên kết với các trường, trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Hưng Yên. Nhưng thực tế thì cái việc tuyển dụng cũng vẫn rất là gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận thực tế thị trường lao động trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp là khá lớn. Thế nhưng nhu cầu tìm việc làm của người lao động lại không cao, khiến nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư tại tỉnh đều rơi vào tình trạng thiếu lao động. Nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi vẫn đang rất là cần. Cái số lượng chúng tôi có thể tuyển dụng tại thời điểm này có thể trên 100 người, 120 người cùng một lúc.
chủ yếu là lao động phổ thông. Bây giờ chúng tôi đang làm rất nhiều các thương hiệu lớn của thế giới. Chính vì vậy là chúng tôi rất là cần những cái lao động để nó ổn định được chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên là cái đấy không hề dễ, tương đối khó khăn. Để cạnh tranh lao động, bây giờ chúng tôi là đang phải ổn định cái việc làm là việc đầu tiên, ổn định tiền lương cho người lao động, thu hút người lao động. Từ đầu năm đến nay, số lao động mà các doanh nghiệp cần tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội lên đến hơn 10.000 người. Tuy nhiên, trung tâm mới chỉ kết nối việc làm thành công cho gần 600 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cao cho thấy tín hiệu khởi sắc trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng này, thì ngoài việc tỉnh và các ngành chức năng có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động tư vấn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo địa chỉ, thông tin thị trường lao động, các doanh nghiệp cũng cần thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật lao động, quan tâm thực chất đến điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đảm bảo các quyền lợi khác cho công nhân. Có như vậy mới thu hút và giữ chân được người lao động ở lại làm việc lâu dài. Xác định sáp nhập thôn và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện. Đến nay, chủ trương trên đã hoàn thành và kết quả bước đầu mang lại đáng ghi nhận. Trước khi sáp nhập, xã Lương Tài có 14 thôn, 1 phố, trong đó có 8 thôn, có dưới 150 hộ thuộc diện phải sáp nhập. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo quy định để thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm. Sau gần 1 năm thực hiện, xã Lương Tài đã hoàn thành việc sắp xếp 12 thôn để thành lập 6 thôn mới. Việc sáp nhập thôn ngoài việc giảm số lượng chức danh ở thôn còn tạo điều kiện để tăng chế độ cho cán bộ thôn. Các thôn sau sáp nhập đều hoạt động hiệu quả, các phong trào thi đua và các mô hình hoạt động được nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ khi mà sáp nhập cho đến nay, đối với các cơ sở, đặc biệt là cơ sở thôn thì đã có nhiều cái sự đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng như là vấn đề phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với những kết quả trong việc sáp nhập thôn, xã Lương Tài còn là địa phương đi đầu ở huyện Văn Lâm đã thực hiện xong chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã từng bước được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh, hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ chỉ đạo kịp thời. Về cái hiệu lực, hiệu quả thì công việc nó có cái tiến triển rất nhiều. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về nông thôn mới như các cái việc nghĩa trang đồng bộ, thế rồi là xây dựng khu ao làng, công việc mang lại cái hiệu quả hơn. Việc sắp xếp, sắp nhập các thôn không đạt tiêu chuẩn quy định và việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở, tinh gọn bộ máy, giảm số người hưởng phụ cấp, giảm gánh nặng về chi ngân sách nhà nước. Tính từ năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 219 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, các lỗi thường gặp như vi phạm quy định về trang bị bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy, vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng. Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã xử phạt các đơn vị với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở doanh nghiệp cần làm tốt công tác bốn tại chỗ, chủ động trong việc chữa cháy ban đầu để không những làm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp mà việc chữa cháy của lực lượng chức năng cũng sẽ giảm khó khăn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.